Phan Huỳnh Quy Bến Tre. Hôm nay mình đi chợ cả nhà, mình thấy được mớ cá he ngon quá, nó tươi trong luôn á, cái mắt nó còn rất là trong luôn. Mình sẽ mua về rồi mua làm một cái món mà nói chung là ăn rất là ngon ha cả nhà. Cái cá này thì nó rất là nhiều xương, mà xương của nó là xương chữ Y á cả nhà. Cá này ở một số vùng miền thì người ta kêu bằng cá mè dinh, có người thì kêu bằng cá he ha cả nhà ha. Đây nó rất là tươi, cái này là 1 kg đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế nó rồi sẽ làm một cái món ăn mà nói chung là ăn được hết luôn á cả nhà, không có phải lọc xương lựa xương cực khổ ha. Cả nhà hãy theo mình để xem mình làm món gì nha. Cái cá này sau khi mình đã sơ chế xong á cả nhà, mình rửa sạch lại bằng nước lạnh. Xong bây giờ mình sẽ để vô đây một xíu muối ha, để mình ngâm. Mình ngâm cho cá này nó ra những cái máu bầm ở trong cái bụng với trong cái mang của nó cả nhà. Mình ngâm đây khoảng 10-15 phút ha cả nhà ha. Chén tỏi với ớt á cả nhà. Tỏi, ớt với hành mình đã bỏ vô máy mình sẽ nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị vô để mình ướp cá ha. Ở đây mình cho vô một muỗng cà no, một muỗng bột ngọt cả nhà, và 2 muỗng đường. Rồi mình sẽ cho vô đây thêm một nửa quả chanh nữa cả nhà. Nếu mà không có chanh thì cho tắc, ở đây mình có tắc nên mình cho hai quả tắc ha. Quả tắc nhỏ thì cũng bằng khoảng một nửa quả chanh. Rồi mình sẽ trộn đều cái gia vị này lên để mình ướp cá. Cái tắc vô vậy có tác dụng gì? Nó khử cái mùi của con cá, với lại nó làm cho cái cá của mình nó mềm á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ướp cá ha. Cái cá sau khi mình ngâm nước muối nè cả nhà, mình rửa sạch rồi cái mình để ráo như thế này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành ướp ha, mình cho hết cái hỗn hợp hồi nãy vô. Sử dụng cá mè nha cả nhà. Trộn cho nó thấm, mình để ít nhất là 1 tiếng đồng hồ rồi mình mới dịch kho ha cả nhà. Còn nếu mà có thời gian thì mình để lâu hơn cũng được. Để cá mình để nguyên cái vảy á, nên là cái lượng mà gia vị nó thấm vô nó cũng hơi lâu hơn. Mà cá này kho thì phải để cái vảy này ăn mới ngon. Cá này mình chỉ bỏ cái mang với lại cái ruột lòng thôi ha. Cái ruột của nó cũng nhiều mỡ lắm á, nó cũng ngon lắm, nên là dạng như là nó mình làm hơi cực lên thôi, bỏ luôn. Cái nhà sử dụng cá thì cỡ này nhỏ hoặc nhỏ hơn cả nhà. Cá to quá thì mình kho nó, cái thời gian kho nó hơi lâu á cả nhà. Cá như thế này là mình kho cũng khoảng 2-3 tiếng nó mới mềm á. Còn cá to hơn nữa thì mình kho hơi lâu, nhưng mà cái xương của nó lúc mềm á, nó cũng còn xương chứ nó không có được rục rã như là cái loại cá nhỏ này. Cá như vậy là vừa ăn rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ ướp ở đây khoảng 1 tiếng ha. Mình bỏ vô căn mát tủ lạnh mình ướp. Cái miếng này cả nhà, bây giờ mình kho cá ha.
giờ mình sẽ róc cái mía này ra rồi mình đi kho cá đây. Mía này giống mía thanh diệu quá em ha. Mía thanh diệu. Có mía nào cũng được cả nhà, mía đường cũng được. Nói chung là nó mình lấy cái vị ngọt của mía thôi. Em cầm mía em góc anh nhớ tới một cái món mà cũng liên quan tới cái mía này đó em. Món gì? Hả? Món gì? Gà hấp muối, gà nổ muối mà lót mía vô. Mình lót mía để cho cái đáy nồi nó đừng có bị khét, với nó có chất ngọt cho con gà luôn. Cái mía này em về em chỉ nhớ cái món mà ngày xưa đi học á. Em nhớ cái đuôi món là nước mía lì à. Không có, ngày xưa đi còn nhỏ mà, có thời còn đi học á, là mỗi lần mẹ đi chợ về là mẹ sẽ mua một khúc mía vậy nè. Cái một mày mẹ mua một cây, nhưng mà nhà đông con quá đó, xong rồi cái mẹ kêu người ta, ví dụ như là một khúc mía người ta có 5 lóng như vậy, cái mẹ về mẹ chặt từng lóng vậy nè, lóng cái về mẹ phát lưới ba lóng như vậy đó. Trời, cho nó vậy mà về mừng thôi. Giờ nhớ là cái cảnh hồi xưa nó nghèo mà nó khổ mà nó vui. Mình còn nhỏ mà mẹ đi chợ về hay chờ có quà có bánh đúng không? Đúng rồi, người ta hay nói cái câu là nhưng mà tại vì mẹ về chợ vậy đó. Tại vì là mẹ đi chợ về có bánh thì giết mua giết thành thói quen. Cho nên mỗi lần đi là cứ chờ mẹ về thôi. Mà bữa nào mà không có mua là thấy là thất vọng rồi đó. Cái hồi xưa đâu có bán tạp hóa hay là bánh trái nhiều như bây giờ. Cái cá sau khi mình chiên được hơn 1 tiếng cho hơn một chút hơn 1 tiếng mỗi lần này thì mình sẽ bỏ vào chiên sơn. Tiến hành kho cá nha cả nhà, mình xếp ở dưới là một lớp mía, rồi cái này mình xếp cá lên. Mình sẽ dùng được tới hết thì thôi ha cả nhà. Rồi mình sẽ để tiếp theo cái lớp mía lên trên.
Bây giờ mình sẽ đổ nước dừa luôn vô cả nhà. Mình sẽ đổ cái nước dừa vô cái thau nước ướp này, mình trộn lên rồi mình đổ vô cái hành cá nha. Mình sẽ thêm nước lạnh vô cho cái nước này nó ngập cá luôn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cần dùng một cái nắp hoặc một cái dĩa cả nhà, mình đè nó lên cho cá nó nằm ở dưới nước ha. Đó, mình rồi mình sẽ bắt lên bếp mình nấu. Mình nấu mấy tiếng em? Nấu lửa được riêng mà. Mình nấu nửa lửa to cả nhà, mình lửa bình thường á, mình cho nó sôi lên để mình hớt cái bọt nó ra rồi bắt đầu mình nấu riêu riêu ra. Cái nồi cá sau khi nó sôi lên như vậy cả nhà, bây giờ mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống ha. Hạ cái mức mà nhỏ nhất được đó cả nhà. Đó, mình sẽ hạ như vậy, nó cũng vẫn còn sôi nha cả nhà nha. Còn sôi hơi vậy là được nè. Rồi mình sẽ để nắp ở đây, mình nấu trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ. Cái cá sau khi mình kho được khoảng 3 tiếng đó cả nhà, bây giờ nó trơn quá. Bây giờ mình sẽ lấy cái nắp này ra. Trơn nó nhàn nóng. Wow. Thơm quá cả nhà ơi. Cá nó rất là thơm, bây giờ mình sẽ pha. Không phải, bây giờ mình sẽ pha một chút xíu. Ôi cái đầu nó mềm lắm rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ pha một chút xíu tương ớt vô một chút chén này cả nhà. Rồi mình sẽ bớt cái nước cá này nè. Mình pha chung vô đây. Mình cho tan đều ra rồi mình đổ vô mình kho. Cho nó cái nước cá của mình nó có cái vị the the, ăn nó cay nó ngon. Mà cái màu nó cũng đẹp nữa nha. Bây giờ mình sẽ rưới ra nè. Với mình nha, cá chín rồi nè cả nhà. Sau mấy tiếng đồng hồ mới được sản phẩm như vậy nè cả nhà.
để anh ăn cho con. Mình ăn thử cái đầu nè, cái mình nó nè, cái này là nó rụt rồi cả nhà. Cái xương nó mềm ra luôn cả nhà, ngon lắm, nó còn béo. Con cá kho này là cái nhà ta thường thường là cái đầu là ngon nhất. Mình ăn thử cái đầu nha. Nhà ta như vậy. Ở dùm là cái xương là ăn hết được luôn hả? Ngon rồi nha. Béo. Cái nước rồi nha. Xương ở bụng chưa mềm. Chung món mẹ, bây giờ mẹ là đẳng cấp. Món này nấu cũng ngon. Xưa là chỉ là phong độ thôi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Xương ở bụng nó vẫn còn cứng lắm các bạn. Càng lỡ xét nữa nó bay ruột luôn. Bây giờ anh nhà xương hết luôn. Nói chung mình nhai nó cũng méo lắm. Không có ra nhưng mà mình cảm giác nó còn cứng. Nhà cay quá hết chiêu nổi rồi. Đúng rồi. Làm thêm chén cơm nữa các bạn. Thank you.
giờ lại cái xương gì nè, cái mềm á. Nghe luôn. Nghe tiếp tục nha cả nhà. Qua cơn nguy kịch. Người riêng cắt mà nói gì? Không. Cắt mà nó nguy kịch. Thì anh cắt em mới nói. Còn lại dưới mệt, xương giữa nó cũng mệt. Nhai luôn hả? Cái này mà không có kho rụt rẻ nha. Ăn không, trời ơi lựa xương lâu lắm. Cá là cái gì ăn lưới có là cái đâu nuôi được. Cá là cái ăn lưới nè. Mẹ biết rồi. Cá tự nhiên. Cá biết. Cá này cái đâu có nuôi. Nó rẻ lắm. Bán bao nhiêu ký hả? Như này mua nhiêu ký gì? Muốn được nè. Tại cái xương nó ăn nó nhiều. Ừ. Ta không thích đúng không? Ừ, ta thích nhưng mà ta ăn nổi. Xương quá không chịu nổi. Rồi thịt của nó thì rất là ngọt. Người ta làm cá, làm chả cá. Ta nhạo ra bỏ vào thịt xào. Miếng chai lựa mình ngon cắt nhỏ nhất. Hết cùng lớp. Nhỏ nó cùng lớp. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video cái món cá kho mía nha cả nhà, kho rụt nha cả nhà. Ăn rất là ngon. Cả nhà giúp mình đăng ký kênh cũng như like và chia sẻ. Nhớ nhấn vào nút chuông chọn tất cả cả nhà. Và cả nhà giúp mình bình luận xem có những cái món nào ngon cả nhà, bình luận để mình làm theo nha cả nhà.